Huấn luyện viên New Zealand Bồ Đào Nha thi nhau nói về đội tuyển Việt Nam tầng bốc Thanh Nhã Huỳnh Như trước World Cup. Mới đây, vị huấn luyện viên Klim Khova đã chốt danh sách 23 cầu thủ chính thức của đội tuyển nữ New Zealand tham dự giải bóng đá vô địch thế giới 2023. Bên cạnh Úc, New Zealand cũng là đội chủ nhà đồng đăng cai sân chơi bóng đá nữ hấp dẫn nhất hành tinh năm nay. Nói về 23 tình mình, vị huấn luyện viên trưởng này tự tin là đội hình của họ có thể giúp tỏa sáng tại World Cup sắp tới. Theo kế hoạch, đội chủ nhà New Zealand sẽ thi đấu trận giao hữu với đội tuyển nữ Việt Nam vào ngày 10 tháng 7 nhằm có bước chạy đà tích cực trước khi tranh tài tại World Cup nữ. Cũng tại cuộc họp báo, nhà cầm quân người Cộng hòa Séc đã khẳng định bà không đặt nặng kết quả trận đấu giữa Việt Nam và học trò New Zealand. Đội tuyển nữ Việt Nam có thể mang tới những điều mà chúng ta cần học hỏi. Trong trận giao hữu này, làm thế nào để cả hai đội cùng nhau phát triển? Cá nhân tôi không quan trọng về kết quả. Chúng tôi đã tập luyện chăm chỉ để cho thấy đội tuyển nữ New Zealand sẵn sàng cho sân chơi này. Thuyền trưởng của đội tuyển nữ New Zealand cũng đã chia sẻ kỹ hơn về đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là Huỳnh Như và Thanh Nhã. Chúng tôi đã theo dõi trận đấu giữa Việt Nam và Đức. Kết quả không bất ngờ khi Đức có chiến thắng. Và điều đó là rõ ràng. Đó cũng chính là những gì mà New Zealand hướng tới tại World Cup. Chúng tôi sẽ cố gắng chiến đấu hết mình giống như cách Việt Nam đã thi đấu. Bên cạnh đó, tôi cũng đặc biệt với những cầu thủ nhỏ con nhưng đã chạy rất nhiều trong trận đấu hôm đó là Thanh Nhã. Trước đó, chúng tôi chỉ biết một cầu thủ chơi ở châu Âu là Huỳnh Như. Trái với sự dè dặt của vị huấn luyện viên trưởng, giới mộ điệu truyền thông New Zealand nhận định đội tuyển nữ New Zealand sẽ đấu và giành chiến thắng trong trận giao hữu với Việt Nam. Bởi đoàn quân của vị huấn luyện viên Klim Khova đang có trải qua chuỗi 10 trận chia biết mùi chiến thắng. Nếu giải khát được cơn bàn thắng thì họ sẽ cởi bỏ được phần nào áp lực. Tại World Cup 2023, đội tuyển nữ New Zealand nằm ở bảng đấu dễ tiêu hơn đội tuyển Việt Nam. Họ lần lượt đối đầu với đội tuyển nữ Na Uy, Philippines và Thụy Sĩ. Trong khi đó là thăm may rủi đưa đội tuyển Việt Nam vào bảng E cùng với Mỹ, Hà Lan, Bồ Đào Nha. Giống như đội tuyển Việt Nam, Bồ Đào Nha sẽ có lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi này. Ngoài Việt Nam, đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ phải đối mặt với Mỹ và Hà Lan. Hậu vệ Anna Seca đã có một số phát biểu đầy ấn tượng. Góp mặt tại đội tuyển là điều thật sự tôi muốn. Tôi sẽ làm việc và cố gắng hết mình để mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Chúng tôi muốn đi đến trận đấu cuối cùng. Điều đó tùy thuộc vào việc thực hiện ở các trận đấu đầu tiên. Đó là điều chúng tôi tập trung. Chúng ta đang làm việc theo đúng quy trình của mình để đưa ra một cách hoàn thiện và chơi một cách tốt nhất. Mọi người đều quyết tâm để có kế hoạch và kế hoạch được vận hành thật tốt. Cô cũng đã thừa nhận một chút lo lắng. Chúng tôi đang trong giai đoạn cuối của việc chuẩn bị World Cup, nhưng chúng tôi sẽ biến lo lắng thành động lực. Đây là một hậu vệ trẻ nhất, tiềm năng của bóng đá Bồ Đào Nha. Năm nay cô chỉ mới sang tuổi 22, có 6 trận đấu cho đội tuyển quốc gia. Bên cạnh sự phát biểu của cô thì vị huấn luyện viên là Francisco Neto của đội tuyển Bồ Đào Nha cũng đã chia sẻ. Chúng tôi hiểu Hà Lan vì đã từng đối đầu tại Euro năm ngoái. Đó là một trận đấu kịch tính nhưng cuối cùng Hà Lan đã chiến thắng với tỷ số 3-2. Họ là á quân tại World Cup trước và lần tái đấu lần này sẽ là một trận đấu khó khăn. Hà Lan có sự chuẩn bị như chúng tôi, hầu như các cầu thủ của họ đều chơi tại châu Âu. Đối đầu với Mỹ, giải quốc nội của họ vẫn đang diễn ra với nhịp độ cho nên họ sẽ thi đấu rất tốt. Mỹ và Hà Lan là hai ứng cử viên nặng ký. Họ kiểm soát và chơi bóng áp đảo, trong khi Việt Nam là đội chơi thiên về phản công, chuyển đổi trạng thái. Báo chí Bồ Đào Nha đặc biệt quan tâm tới Huỳnh Như. Một tờ báo đã cho rằng Huỳnh Như là cầu thủ nữ Việt Nam duy nhất hiện tại chơi bóng ở nước ngoài và là tâm điểm với tư cách là đội trưởng. Cô ký hợp đồng với Bồ Đào Nha, Lành FC từ 2022. Tờ báo này cho biết, kinh nghiệm chơi bóng và đối đầu với đội tuyển Bồ Đào Nha khi khoác áo Lành có thể giúp Huỳnh Như khiến cho đội của mình tự tin hơn. Chiều 30 tháng 6, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập nhằm chuẩn bị cho quá trình tham dự World Cup. Sau buổi sáng ngày 29 tháng 6, đội tuyển Việt Nam tiếp tục ra sân trong buổi chiều 30 tháng 6. Các học trò ông Mai Đức Chung đã tiếp tục rèn luyện dưới cái nắng gần 40 độ. Thời tiết oi bức khiến cho các cầu thủ phải liên tục được tiếp nước. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam vẫn tập trung miệt mài nhằm đáp ứng giáo án. Phần khởi động thực hiện 15 phút dưới sự chỉ đạo của vị huấn luyện viên thể lực, đội tuyển Việt Nam đã chuyển sang chiến thuật sau đó. Ông Mai Đức Chung chia đội hình thành hai nửa tấn công và phòng ngự, các hậu vệ tập luyện các bài chống bóng bổng, đồng thời phối hợp phòng ngự với những tình huống cố định. Chiều ngược lại, các tiền vệ và tiền đạo sẽ tập thực hiện khá nhuần nhuyễn, đập nhả, căng vào trong, chạy chỗ trong những khoảng trống. Dù vậy, không dứt điểm chân sút như Phạm Hải Yến, Thúy Hằng hay là Tuyết Ngân vẫn chưa thể khiến ông Mai Đức Chung hài lòng. Việc rèn kỹ năng dứt điểm cả hai chân cho tiền đạo là điều mà ông Chung đang hướng tới.
các bài tấn công, một chạm tốc độ sẽ khiến cho thời lượng của giáo án của đội tuyển nữ Việt Nam lớn hơn. Huỳnh Như cùng với đồng đội cần phải phối hợp nhanh, chuyền bóng hợp lý như lời dặn của ông Trung. Trước khi tới World Cup, đội tuyển nữ Việt Nam đã hoàn tất mục tiêu nói trên. Nói thế là bởi chúng ta có mặt tại sân chơi lớn nhất thế giới. Chiến công này phản ánh ý chí và nghị lực tuyệt vời của các cô gái và chiến công ấy mở ra bước ngoặt lịch sử cho bóng đá nữ Việt Nam. Xuất phát ở vạch đích, chưa thi đấu đã được vinh danh như người hùng của nền bóng đá. Vinh quang ấy chưa từng có trong tiền lệ và nó cũng đã phản ánh một cái nhìn chân thực của chúng ta về đội tuyển với tiến trình hội nhập. Cân nhắc thêm một điều, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn cần một hành trình dài nỗ lực để kiến tạo vị thế lớn chắc ở sân chơi World Cup. Còn hiện tại, mục tiêu mà chúng ta cần phải thực tế nhìn nhận đó chính là thi đấu tốt nhất, quyết tâm nhất. Chúng ta không đặt lên mình áp lực về thành tích, đội tuyển Việt Nam sẽ thể hiện được tinh thần và ý chí nỗ lực trong những trận đấu cũng là thành công rồi. Tất nhiên, World Cup là giấc mơ mà chúng ta không phải đến để dạo chơi, chúng ta biết đối thủ mạnh như thế nào. Nhưng bóng đá là một cuộc đấu tinh thần, ý chí và sức mạnh. Chuẩn bị tốt nhất thể lực, chuyên môn và xác định tinh thần chơi thử bóng đá quyết tâm, cống hiến là cách để chúng ta khiến cho giấc mơ trở nên đáng nhớ. Có thể World Cup không phải là một hành trình dài với đội tuyển nữ Việt Nam, nhưng giờ là lúc chúng ta cần phải chuẩn bị cho những ngày sắp tới diễn ra thật đáng nhớ và đánh giá cho sự phát triển của mình.